Diễn đàn diễn ra từ 28/11 đến 29/11, với sự tham dự của 200 trí thức trẻ Việt Nam là các chuyên gia thuộc 52 chuyên ngành, đang sinh sống và làm việc tại 21 quốc gia. Trong đó, có 27% đại biểu là tiến sĩ, sau tiến sĩ, phó giáo sư, 35% đại biểu là thạc sĩ, 33% là cử nhân, kỹ sư, bác sĩ và 5% là các sinh viên năm cuối có thành tích đặc biệt xuất sắc. Các đại biểu tham gia diễn đàn đều gửi các ý kiến đóng góp nhằm thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước. Đồng thời đề xuất các cơ chế thu hút, phát huy người tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tham gia vào quá trình đổi mới của đất nước có sự đóng góp của vô cùng quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước, và trí thức trẻ nói riêng. Tôi rất hoan nghênh sáng kiến của Trung ương Đoàn trong việc tổ chức diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Đây thực sự là kênh kết nối và là diễn đàn để trí thức trẻ thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của mình trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước. Thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kỳ vọng. Phó Thủ tướng cũng mong muốn các bạn trẻ chia sẻ những ý tưởng, đưa ra những kiến nghị, Đảng và Chính phủ coi trọng những ý kiến đề xuất đó và sẽ có chủ trương thể chế hóa những kiến nghị, đề xuất của trí thức trẻ. Đồng thời, đề nghị Trung ương Đoàn tổ chức diễn đàn thành một diễn đàn thường niên, trở thành kênh tham vấn chính sách của Chính phủ. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cho biết, trí thức trẻ Việt Nam, dù các bạn ở bất cứ đâu, đều mong muốn có một Việt Nam dân giàu nước mạnh, vẻ vang đứng trong đội ngũ các quốc gia phát triển trên thế giới. Do đó, chúng tôi rất mong muốn cộng đồng trí thức trẻ Việt trên toàn cầu hợp tác, chia sẻ, cùng đưa ra lời giải hiệu quả cho các bài toán lớn trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ vào các lĩnh vực mà đất nước đang cần. Chúng ta còn nhiều khó khăn. Theo đồng chí Lê Quốc Phong, cách mạng công nghiệp 4.0 đưa ra nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội thực hiện khát vọng đưa đất nước của chúng ta trở thành đất nước phát triển. Nhưng quan trọng là chia sẻ với nhau khát vọng. Chúng ta không thể bỏ lỡ mà cần chủ động nắm bắt. Các trí thức trẻ của Việt Nam có kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu trong các ngành, cùng chủ động đoàn kết, hợp lực sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để Việt Nam khai thác các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhanh chóng phát triển, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh.